Các bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube Ô tô giá rẻ. Loạt xe ô tô mới sẽ đổ bộ vào thị trường Việt Nam trong tháng 7. Trong tháng 7 này, nhiều mẫu xe hot của các thương hiệu Honda, VinFast, Mazda đã được lên lịch ra mắt thị trường Việt Nam. Mazda CX năm 2023. Mazda CX năm dự kiến ra mắt phiên bản facelift trong tháng 7, hiện chưa có quá nhiều thông tin về ngoại hình cũng như thông số của kỹ thuật của phiên bản nâng cấp này. Dù bản facelift của mẫu xe đã ra mắt toàn cầu từ năm 2021, Mazda CX-5 đang được Vietaco Auto giảm giá kỷ lục 100-137 triệu đồng. 4 phiên bản 2 lít Deluxe, 2 lít Luxury, 2 lít Premium và 2.5 lít Signature Premium AV KD có giá mới 739 triệu đồng, 759 triệu đồng, 799 triệu đồng và 922 triệu đồng, tức ngang ngửa với một số mẫu xe phân khúc dưới như Toyota Corolla Cross 755-955 triệu đồng hay Honda HR-V 699-876 triệu đồng. Đây được cho là động thái dọn kho đón phiên bản mới. Honda BRV 2023. Honda sẽ cho ra mắt là một mẫu xe 7 chỗ MPV lần đầu xuất hiện tại thị trường Việt Nam là BRV, cũng được chốt lịch ra mắt cùng ngày với City. Mẫu xe này hứa hẹn sẽ tạo nên cuộc đua hấp dẫn ở phân khúc xe MPV cỡ nhỏ cùng với Mitsubishi Spander và Toyota Veloz Cross. Dự kiến mức giá của BRV sẽ dao động trong khoảng 600-700 triệu đồng. Giống như hầu hết đối thủ của mình trong phân khúc MPV, Honda BRV sắp ra mắt tại Việt Nam cũng được nhập khẩu từ Indonesia với hai phiên bản G-Valor. Tại thị trường Đông Nam Á, Honda BRV được trang bị động cơ xăng 1.5 lít kết hợp cùng với hộp số tự động vô cấp CVT tương tự người anh em City. Xe cũng được trang bị gói an toàn Honda Sensing trên cả hai phiên bản của mình. Honda City 2023. Honda City phiên bản facelift thế hệ thứ 5 đã chốt lịch ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 4 tháng 7 tới đây. Hiện tại, thông tin chính thức về giá bán của mẫu sedan hạng B này chưa có, nhưng dự kiến Honda City 2023 sẽ được bán ra với 3 phiên bản G, L và RS với giá không biến động nhiều so với phiên bản hiện nay. Honda City đang bán tại Việt Nam vẫn là mẫu xe xuất hiện từ 2021, gồm có 4 phiên bản E, G, L và RS. Tất cả đều được trang bị động cơ eVTEC 1.5 lít đô, dung tích xi lanh 1.5 lít, sử dụng cam đôi, kết hợp với hộp số tự động CVT. Mức giá niêm yết cho Honda City 2021 đang bán hiện nay từ 499-599 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều đại lý đang giảm giá mạnh nhằm dọn kho đón phiên bản mới 2023. Bộ ba xe điện VinFast, VF3, VF6 và VF7. Các mẫu xe điện VF3, VF6, VF7 sẽ lần đầu tiên ra mắt người tiêu dùng Việt trong khuôn khổ chuỗi triển lãm VinFast vì tương lai xanh tại 11 tỉnh thành trên cả nước diễn ra từ ngày 7 tháng 7 đến ngày 20 tháng 9. Đáng chú ý, các mẫu xe VF3, VF6, VF7 sẽ lần đầu tiên ra mắt người tiêu dùng Việt trong khuôn khổ chuỗi triển lãm này. VF3 sẽ được ra mắt với hai phiên bản VinFast VF3 Eco và VinFast VF3 Plus với giá bán và thông số kỹ thuật chi tiết chưa được tiết lộ. Trong khi đó, VF6 sẽ ra mắt cùng lúc hai phiên bản là Eco và Plus. VinFast VF7 nằm ở phân khúc CSUV, nằm giữa hai mẫu xe bán chạy nhất hiện nay của VinFast là VF E34 và VF8, giống như nhiều người anh em khác. VF7 cũng sẽ được cho ra hai phiên bản là Eco và Plus với một số điểm khác biệt về ngoại hình cũng như dung lượng pin. Với việc giới thiệu chính thức thêm 3 mẫu xe điện là VF3, VF6 và VF7, VinFast đã lấp đầy giải sản phẩm ở các phân khúc SUV từ mini đến SUV cỡ E. Các bạn đang xem video trên kênh Ô tô giá rẻ. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể, sắc nét và đẹp mắt. Rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để thường xuyên nhận bài. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và luôn luôn thành công.